Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Hải Dương và tập đoàn FPT giai đoạn 2021-2025, chiều nay tỉnh Hải Dương và FPT phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến giải pháp tổng thể ECOVAX chuyển đổi số phòng chống COVID-19. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số ban ngành tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Hải Dương, lãnh đạo 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự tại điểm cầu các địa phương. Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo 15 tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Hậu Giang, Hòa Bình, Khánh Hòa, Lào Cai, Lâm Đồng, Nam Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thanh Hóa và Yên Bái. Tại hội thảo, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình và các chuyên gia của tập đoàn đã trình bày giải pháp tổng thể ECOVAX với 6 chuyên đề, bao gồm chỉ đạo xanh, an sinh xã hội xanh, quản lý và chăm sóc F0 tại nhà, doanh nghiệp xanh, lưu chuyển xanh và giáo dục xanh. Giải pháp được xây dựng từ sự kết hợp giữa thực tiễn FPT hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch và bài học chiến tranh nhân dân chắt lọc từ tinh hoa truyền thống. Đây là lần đầu tiên FPT giới thiệu một giải pháp chuyển đổi số tổng thể giúp chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân chủ động ứng phó với đại dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế và sống chung an toàn với dịch bệnh trong điều kiện bình thường mới. Hỗ trợ toàn bộ người dân các thông tin cơ bản về đại dịch COVID-19. Các ý kiến thảo luận đã chia sẻ nhiều thông tin, nêu lên những vấn đề mới đặt ra trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đòi hỏi phải chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ hiện đại, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa và dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh. Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu rõ. ECOVAX, mà chúng ta gọi là vaccine công nghệ của FPT, là một cái nền tảng giải pháp công nghệ toàn diện cho công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong. Thứ hai là mục tiêu về phục hồi kinh tế. Và thứ ba là mục tiêu về đảm bảo an sinh xã hội. Chúng tôi thống nhất rất cao với 3 mục tiêu của ECOVAX và những ứng dụng cụ thể ECOVAX do các vị tổng giám đốc của các cái công ty thành viên của FPT đã giới thiệu ngày hôm nay. Chúng tôi thấy rằng đầy thuyết phục. Và đây cũng chính là những cái kết quả của quá trình nghiên cứu và áp dụng từ Thành phố Hồ Chí Minh và những địa phương khác, chứ không phải là chỉ có trên ý tưởng. Và với cái mục tiêu cao nhất mà hiện nay lãnh đạo địa phương chúng tôi đều đặc biệt quan tâm, đó là thực hiện mục tiêu kép do chính phủ nêu ra là vừa chống dịch, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân, nhưng mà lại phục hồi được sản xuất kinh doanh, đảm bảo các cái hoạt động xã hội diễn ra bình thường trong cái trạng thái bình thường mới. Thì đây là một cái bài toán khó, nhưng mà chúng tôi tin là bằng công nghệ và các giải pháp phù hợp khác thì chúng ta sẽ thành công. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong vòng 1 tháng, Hải Dương và FPT xây dựng xong khung kế hoạch triển khai giải pháp ECOVAX trên tinh thần nắm rõ và bắt tay vào thực hiện ngay. Đề nghị FPT nhanh chóng tập huấn, chuyển giao các giải pháp phần mềm, công nghệ phục vụ phòng chống dịch tại địa phương. Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai ngay giải pháp tổng thể ECOVAX, áp dụng công nghệ phòng chống dịch trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt quan tâm xây dựng vùng xanh trong doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn bền vững, thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.